không còn cảnh chạy lũ mỗi khi mùa mưa đến, không còn cảnh lênh đênh trên sông nước. Mùa mưa lũ năm nay, hàng chục hộ dân Vạn Trài ở tỉnh Hà Tĩnh đã được sống bình yên trong những ngôi nhà kiên cố an toàn, giúp nhân dân giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Đợt lũ vừa qua, nước sông dâng cao, một số vị trí ở thôn Tiền Phong, xã Quang Vịnh bị ngập sâu từ 2 đến 3 mét. Thế nhưng, người dân vẫn bình an trong những ngôi nhà kiên cố chống lũ. Đây là năm đầu tiên chị Trương Thị Nhật trải qua mưa lũ mà không phải di dời con cái, tài sản đi nơi khác. Dù ngoài trời mưa to, gió lớn, nhưng cả con của chị vẫn bình an trong ngôi nhà kiên cố của mình. Mưa lũ là không phải đi đưa con đi rưỡi, có là phấn khởi hơn vì là không phải lo lắng gì là về bão lụt cả. 24 hộ dân ở thôn Tiền Phong trước đây chủ yếu làm bằng nghề vàng chài, lênh đênh trên sông nước, chưa có nhà để ở. Mỗi mùa mưa bão đến, bà con rất lo lắng vì không có nơi trú ngụ an toàn, sợ lật thuyền, cùng bao nỗi bất an luôn rình rập. Nhưng mùa lũ năm nay, bà con không phải lênh đênh trên chiếc thuyền đa nhỏ mà được an cư trong những ngôi nhà vượt lũ an toàn. Khi lên được với cái đất rồi là ổn định cái đời sống thì bà con trong cái bão lụt là yên tâm, không lo cái vấn đề rồi mưa to, gió xá rồi thuyền lật. Các xã vùng ngoài đê La Giang của huyện Đức Thọ có địa hình thấp trũng. Vào mùa mưa lũ, nước từ thượng nguồn sông La và sông Cả đổ về, gây thiệt hại nghiêm trọng. Chính vì vậy, 8 ngôi nhà cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ này được xây dựng trên địa bàn huyện như những phao cứu sinh, giúp người dân bớt phần lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến. Các cái nhà văn hóa này là cái nơi sinh hoạt cộng đồng, vừa là cái nơi để bảo tồn các cái giá trị văn hóa truyền thống, các cái trò chơi dân gian, rồi các cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Và đồng thời khi mà cái mùa mưa bão đến thì là cái nơi tránh trú an toàn, kể cả về cho người, cho tài sản của bà con nhân dân. Sau bao mất mát bởi thiên tai, bão lũ, giờ đây người dân Hà Tĩnh đã vững tin hơn khi tránh trú trong những ngôi nhà này. Bà con càng phấn khởi, vui mừng khi đây là những công trình được chính quyền địa phương kêu gọi xã hội hóa. Điều này cho thấy sự chung tay của cộng đồng trong phòng chống thiên tai, bão lũ. Sau trận mưa kéo dài suốt đêm qua và sáng nay, tuyến tỉnh lộ DT721 kết nối 3 huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng đã bị sạt lở nghiêm trọng, đoạn qua thôn Lộc Hòa, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻ. Đoạn đường bị sạt lở dài khoảng 5 mét ăn sâu vào hết một nửa nền đường, tạo thành một hàm ếch khá lớn. Hiện tại do có nước chảy xiết qua cống ngầm bên dưới nên vị trí này vẫn có nguy cơ sạt lở thêm. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng huyện Đạ Tẻ đã chốt chặn hai đầu, căng dây cảnh báo không cho xe ô tô lưu thông qua đoạn đường này. Xe máy sẽ được hỗ trợ di chuyển để đảm bảo an toàn. Trong thời gian phong tỏa, cơ quan chức năng cũng thông báo hướng dẫn người dân lưu thông bằng ô tô theo hướng trung tâm huyện Đạ Tẻ đi huyện Cát Tiên và ngược lại, chọn lộ trình khác phù hợp hơn. Được biết, sau khi nước rút bớt, địa phương sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải triển khai phương án khắc phục tạm thời như đặt cống hoặc cầu tạm để đảm bảo cho các phương tiện di chuyển. Sau đợt mưa lớn vừa qua, người dân làng Tắc Chay, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam phát hiện một vết nứt lớn trên đồi cao kèm theo những tiếng nổ. Và ngay trong đêm, người dân đã tiến hành sơ tán khẩn cấp để phòng sạt lở núi như các tỉnh phía Bắc vừa qua. Và những ngày này, thì chính quyền của địa phương cũng đang gấp rút hỗ trợ người dân làng Tắc Chay di rời đến nơi ở tạm và ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong chiều nay. Làng Tắc Chay sau một tuần xảy ra sạt lở, tranh thủ thời tiết nắng ráo hiếm hoi ở vùng núi cao, người dân tranh thủ dọn đồ đạc để dời nhà. Phụ nữ, người già và cả trẻ em đều tham gia dọn đồ, dời nhà để rời làng. Những vật dụng thường ngày và cả những món đồ cổ như chiên, ché cũng được bà con mang đi gửi ở những nơi an toàn hơn. Ngay sau khi người dân rời nhà, chính quyền địa phương sẽ huy động lực lượng dân quân và thanh niên trong làng tiến hành tháo dỡ nhà cửa, tìm đất dựng lại nhà cho người dân. Vì hiện nay là chính quyền địa phương đang vận động người dân là di dời khẩn cấp 11 hộ cuối cùng trong cái làng Tắc Chay này. Và đến thời điểm này thì khả năng là 33 hộ gia đình ở làng Tắc Chay này sẽ di dời đến cái nơi an toàn hơn. Trong ngày hôm nay sẽ hoàn thành cái công tác di dời. Ông Hồ Văn Đương tranh thủ dựng lại ngôi nhà tạm sau khi chạy sạt lở từ làng Tắc Chay. Gia đình ông có 5 người con ở tạm tại trường học của xã không tiện. Ông quyết định chọn khu đất bằng phẳng để dựng tạm ngôi nhà cho 7 người và chờ chính quyền địa phương hỗ trợ để xây nhà kiên cố. Hầu hết bà con làng Tắc Chay chủ động dựng nhà tạm, mong muốn bà con là sớm ổn định ở nơi ở mới. Do bị sạt lở, giờ mình ở nhà làm tạm thời nhà tạm ở đây
để chuẩn bị sức lúa đồ này nọ cùng tôi con cháu đi học hành. Nhờ có phương án 4 tại chỗ và kinh nghiệm ứng phó với thiên tai, nhất là sạt lở đất, nên 33 hộ dân làng Tắc Chay đã tránh được thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay không phải là kinh phí để xây khu tái định cư, mà là thiếu đất để dựng làng mới đảm bảo an toàn. Bởi địa hình xã Trà Cang toàn là núi cao vực sâu, nguy cơ sạt lở các khu dân cư chạy dọc con đường liên xã rất lớn, khiến chính quyền địa phương rất lo lắng. Cái khu vực ở tạm thì nó cũng không thể gọi là an toàn được nếu như có cái tình huống và mưa gió kéo dài. Cái thứ ba nữa thì là cái việc ở chung xen ghép thì cái công tác đảm bảo vệ sinh môi trường để đảm bảo sức khỏe cho bà con thì cũng có nhiều cái khó khăn. Chính vì vậy nên là xã cũng hết sức là khuyến khích cho bà con tranh thủ cái thời gian để tìm cái quỹ đất riêng, ít nhất là bố trí được cái không gian sinh hoạt tạm cho gia đình của mình. Hiện nay trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Nam, trong đó trọng điểm là huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang và Tây Giang, có hàng trăm điểm có nguy cơ sạt lở rất cao. Ngoài khu dân cư Tắc Chay của Nam Trà My hoàn thành công tác di dời, tỉnh Quảng Nam cũng đã di dời 11 hộ dân thuộc vùng biên giới xã Đắp Re, huyện Nam Giang đến nơi an toàn. Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu chính quyền địa phương bố trí nơi ở tạm, sau đó cùng người dân khảo sát để xây dựng khu tái định cư kiên cố, phòng tránh thiên tai. Mặc dù không còn mưa trên diện rộng, nhưng các nhà máy thủy điện và các hồ chứa lớn trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa vẫn thực hiện xả lũ. Mực nước trên các sông hiện vẫn còn cao. Để bảo vệ sản xuất, hạn chế ngập vùng hạ du, 100% trạm bơm tiêu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều phải vận hành tối đa công suất. Tại các địa phương có nhiều diện tích trũng sâu và vẫn còn các diện tích bị ngập như Thường Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Hà Trung, cán bộ thủy lợi đã phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường khơi thông bèo, giác cùng các vật cản để cứu cây trồng. Để tiêu úng kịp thời, gần 40 trạm bơm tiêu phải vận hành liên tục từ ngày 22 tháng 9. Toàn bộ các cái trạm bơm tiêu của chúng tôi đã và đang vận hành để bơm tiêu nước phục vụ cho tiêu úng, giúp cho nông dân thu hoạch hoa màu, giảm bớt cái thiệt hại cũng như là bơm để chống ngập úng các cái khu vực có đường giao thông của nhân dân bị ngập lụt. Đối với sự cố sạt lở đất khoảng 150m mái ta luy dương kênh chính cửa đạt thuộc xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc do mưa lớn gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ban Ba, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương có biện pháp đảm bảo an toàn cho tuyến kênh chính cửa đạt và thực hiện phương án dẫn nước về hạ du đảm bảo đủ lưu lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt và công nghiệp. Hiện nay là trên công trường, nhà thầu và Ban Ba là thi công để đảm bảo cấp nước cho hạ lưu. Với nguồn kinh phí hạn hẹp nên là Ban đề xuất là Bộ Nông nghiệp là cho lấy nguồn kinh phí từ kinh phí phát điện để sửa chữa, để cấp công trình để cấp nước cho hạ lưu. Thanh Hóa có trên 403 hectare lúa và trên 900 hectare hoa màu bị ngập. Các công ty thủy nông đã bám sát địa bàn, vận hành an toàn các trạm bơm, kịp thời phát hiện các sự cố các công trình thủy lợi, tăng cường liên lạc với các nhà máy thủy điện, các đơn vị quản lý hồ chứa, cập nhật thông tin mới nhất để điều hành công tác tiêu úng đạt hiệu quả.